Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình là Giang nhé. Thì hôm nay là ngày 2/8. Thì ở chỗ mình nó mất điện. Thì chẳng biết quay cái video gì. Thì mình quay cái nghĩ ra hôm trước là xem trên mạng là có anh em hỏi bảo là làm nhôm kính thì là đầu tư bao nhiêu tiền. Có anh em bảo là nếu mà có khoảng 200 triệu thì có đầu tư được không? Thì mình nói thật là 200 triệu là anh em đầu tư thoải mái luôn, máy cắt xịn luôn. Còn nếu mà đầu tư dưới góc độ gọi là máy móc thô sơ, giống như kiểu máy cắt tay Makita LS1030 này, mấy con máy cắt tay, máy khoan tay này, chỉ tầm được khoảng 15 triệu là đủ. Tầm 15 triệu nhé. Nếu mà anh em đầu tư dưới góc độ gọi là làm thô sơ nhôm cỏ nhá, thì chỉ khoảng tầm 15 triệu, 15 đến 20 triệu là 15 triệu là đủ mua máy móc à. Còn nếu mà muốn đầu tư dàn máy cắt chế này, đầu tư dàn máy cắt chế nhá, thì là máy móc, nếu mà đầu tư dàn máy cắt chế nó phải rơi tầm khoảng 70-80 triệu. Còn nếu mà máy nhập thì phải rơi vào tầm khoảng độ 120-130. Đấy. Đấy là mua dàn máy. Hôm nay mình sẽ làm cái video mình làm với cái góc độ là mình sắm máy nhá. Mình sắm máy, mình đầu tư khoảng độ tầm độ 20. 20 là mình có thể đủ làm nhôm cỏ cắt thoải mái luôn. Đấy, cái con máy Makita này nhá, cắt nhôm hệ cũng được nhá. Ví dụ làm Việt Pháp hay là PMA vẫn ok, cắt ngon nhá. Chỉ có điều là nếu mà làm cắt cái cây đố đố chia cánh ấy, thì cắt thì nó hơi bị lem nhem. Trên mạng thì cũng có anh em hướng dẫn là cắt cái cây chia đố cánh rồi, nhưng mà nó không được đẹp, phải mài đi các kiểu, không được đẹp. Thì nếu mà đầu tư con Makita này ấy, thì là anh em muốn cắt cái cây đố cánh thì anh em phải đầu tư thêm cái máy phay, và muốn bắt được ke nhảy thì phải thêm một cái máy đột dập nữa, thì anh em vẫn có thể làm nhôm hệ được, nhưng mà nó hơi lâu. Nếu mà mình đầu tư cái máy cắt chế, máy chế giờ trên mạng rất nhiều anh em bán, như Xuân Giáp hay là Đức Minh bán rất nhiều. Mình cũng tương lai thì cũng khả năng là cũng hướng đến mua một con máy cắt chế thôi, vì mình không có nhiều vốn. Máy cắt chế nó rẻ hơn rất nhiều so với máy nhập. Mà cái thằng máy cắt chế ấy, thì nó lại cắt nhôm cỏ nó không bị lổ nhá. Thằng máy cắt to ấy, máy nhập cắt nhôm cỏ là nó hay bị lổ. Thường máy cắt nhập kia là nó cắt nhôm dày thôi. Cắt nhôm dày thì là nó ok. Đây, hôm nay thì mình sẽ nói về, đầu tiên là mình sẽ nói về cái mức đầu tư thấp nhất. Chỉ cần khoảng độ 20 triệu là anh em có thể đầu tư được đồ để làm nhôm kính rồi nhé. Đây, mình sẽ nói qua này. Để làm nhôm kính thì đầu tiên ấy, mình nói góc độ là đầu tư thấp nhất nhé. Cái mức giá thấp nhất để làm nhôm kính nhé. Đầu tiên anh em phải có một con máy cắt Makita, máy cắt nhôm này. Đây là con máy cắt Makita LS1030. Giá của con này là 4.600.000 đồng, chưa có lưỡi nhá. Lưỡi 600.000 nữa là 5.200.000 để mua một con máy cắt nhôm Makita LS1030 ấy, là anh em bỏ ra 5.200.000 đồng. Sau đó là anh em phải có máy khoan tay này, máy cắt tay. Thì con máy khoan tay này, đây là con máy khoan tay của hãng Matech. Con này của nó là có giá là 750.000 đồng.
Con Matic này có giá là 750.000 đồng nhá. Anh em nếu mà làm nhôm thì phải mua, lên mua hai con nhá. Đây mình sẽ lấy tiếp một con cho anh em xem. Tại thời điểm lúc sắm là mình mua luôn hai con. Bảy trăm năm mươi nghìn con, hai con là 1,5 triệu nhá. Như vậy 4 triệu. À như vậy là chỗ con máy cắt Makita kia là 5,2 triệu này. 5,2 triệu cộng với 1,5 triệu là vào 6,7 triệu, đúng chưa? 6,7 triệu này. Đầu tư thêm một con máy cắt tay này. Con máy cắt tay này là của hãng Makita luôn. Mình chơi hàng ngon luôn này. Giá của con này là 1,1 triệu nhá. Tại thời điểm mình mua là 1,1 triệu. Như vậy là 5,2 triệu cộng 1,5 triệu là 6,7 triệu này. 6,7 triệu cộng 1,1 triệu là 7,8 triệu nhá. Hiện tại là 7,8 triệu này. Nhưng mà mình mua hai con luôn nhá. Máy cắt tay này là mình mua hai con. Mình mua một con Makita này, mấy một con của hãng FEG này. Đây, con FEG này thì con này rẻ, con này có 480.000, gọi là 500.000 đi. 6,8 triệu cộng 500.000 là vào 7,3 triệu đúng không? 7,3 triệu này. Và anh em phải sắm thêm một con máy khoan bê tông. Con này là chắc chắn phải có. Con máy khoan bê tông này, hãng của nó là cái gì đây? PEFA. Con này có giá của nó là, mình nhớ không nhầm, con máy khoan bê tông này giá của nó là rơi vào 1 triệu, hơn 1 triệu một tí thì phải, gọi là 1 triệu đi. Giờ mình phải lấy cái bút tổng hợp xem bao nhiêu tiền. Đây nhá, giờ mình sẽ tổng hợp xem là anh em phải bỏ ra bao nhiêu tiền để cần bao nhiêu tiền. Số tiền tối thiểu để sắm máy làm nhôm nhá. Con máy cắt Makita này. Cả lưỡi nhá. Máy cắt cộng với lưỡi này. Để anh em có thể về là dùng được luôn. Là nó rơi vào 5,2 triệu đồng. 5,2 triệu này. Khoan tay. Hai con thôi nhá. Hai con khoan tay là vào 1,5 triệu. 750.000 một con. Máy cắt tay nhá. Máy cắt tay này là của Makita này. Makita nó là 1,1 triệu đi. Mình nhờ mình sắm hai con nhá. Một con máy cắt tay Makita 1,1 triệu này. Mới một con máy cắt tay của cái hãng FEG này. Của hãng FEG là của mình mua là vào 480.000, gọi 500 cho dễ tính đi. Khoan bê tông này. Khoan bê tông mình mua là nó vào 1,050.000 thì phải. 1,050.000. Bây giờ còn cái gì nhỉ? Máy cắt tay, khoan bê tông. Anh em mà làm nhôm thì kiểu gì cũng dính dáng đến một chút hàn xì linh tinh. Thì đợt tại cái thời điểm mình mua ấy, mình đầu tư luôn một con máy hàn này. Con máy hàn này của mình là lúc ấy mình mua là nó có giá là 3,6 triệu đồng. Cả dây dọ nó cứ tính cho nó vào khoảng 3,8 triệu đi. Cả dây đầu kìm hàn, dây hàn này. Dây hàn mình mua 6 mét thôi. Mình chỉ hàn thấp, hàn bên dưới thôi. Không hàn mái. Thì nó rơi vào khoảng 3,8 triệu con máy hàn này. Thì một con máy hàn đấy nhá. Một con máy hàn này nó rơi vào 3,8 triệu. 3,8 triệu này.
rồi sắm sắm sửa linh tinh, kìm tán các thứ. Mấy con này thì tầm độ khoảng 70-80 thôi. Súng keo 45.000, ốc vít các kiểu. Nói chung là anh em mua đồ linh tinh, búa, kìm, tua vít, phụ kiện linh tinh nữa. Thế anh em, tôi cứ cho anh em mua khoảng độ thêm phụ kiện linh tinh nữa vào khoảng 2 triệu phụ kiện thô sơ nhất để làm. Phụ kiện lằng nhằng nó cho vào khoảng 2 triệu nhá. Giờ mình sẽ tổng hợp nó vào khoảng xem cái chỗ đây là các cái đồ đơn giản nhất, thô sơ nhất để anh em làm nhôm kính nhá. Kèm theo cả hàn xì rồi đấy, có máy hàn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cộng vào máy tính cho nó. Cho nó chuẩn này. 5.2 triệu này. 5.200 cộng với lại 1.500 triệu này. Cộng 1.1 triệu này. Cộng 500 này. Cộng 1.050.000 này. Cộng 3.800 này. Cộng 2 triệu này. Đấy. Đồ thô sơ nhất nhá là anh em đầu tư khoảng độ 15.150.000. Anh em chỉ cần đầu tư khoảng 15.150.000 anh em có thể làm nhôm kính dưới góc độ là thô sơ nhất nhá. Cực kỳ thô sơ đấy. Đây là cái câu trả lời cho anh em nào mà bảo là cần bao nhiêu tiền để mở một xưởng nhôm kính. Nếu mà mở gọi là thô sơ nhất thì anh em tầm độ khoảng 15 triệu là đủ sắm đồ nhá. Với điều kiện là anh em phải có mặt bằng làm nhá. Đã có mặt bằng làm. Còn thuê thì anh em phải thêm tiền, phải mất tiền hầu đầu tư hàng tháng nữa. Đây là số tiền đầu tư máy móc nhá. Còn nếu anh em làm thì anh em phải có một ít tiền này, xoay vốn. Nếu mà làm ở quê thì chỉ cần khoảng độ 20-30, cứ làm chỗ này gối lên chỗ kia thì cũng không lo. Hôm trước mình xem ở trên mấy cái trang hiệp hội nhôm kính của anh em mà là 200 triệu không mà có mở được xưởng không? 200 triệu có mở được xưởng không thì 200 triệu là thật là thừa sức luôn. Mua được dàn máy xịn luôn. Cực kỳ ngon luôn, không phải nghĩ. Với 200 triệu là mở nhôm kính, đầu tư máy móc thì là thừa rồi. Còn để mà làm ăn thì anh em phải có tiền xoay vốn, xoay vòng ấy. Tiền vốn xoay vòng. Nếu mà người ta làm sòng phẳng thì không sao. Nếu mà người ta làm sòng phẳng thì ok, không vấn đề gì. Người ta làm lợ thì cần nhiều vốn ấy. Đây mình cho anh em xem qua cái chỗ làm của mình. Nói chung là mình làm thì cũng đồ rất thô sơ thôi, chưa có gì gọi là hiện đại cả. Mình làm chủ yếu làm nhôm cỏ là nhiều. Đây. Máy cắt thì là dùng Makita LS1030. Khoan tay, khoan bê tông. Máy cắt. Kìm tán thì dùng hỏng đập đi 2 con này. Đây mấy con này hỏng hết rồi. Mới đầu tư con này. Licota này. Con này bắn sướng lắm anh em ạ. Con này mình mua nó là hơn 300.000 đấy. Hàng hơi bị ngon đấy. Giới thiệu cho anh em xem luôn. Nếu mà anh em nào hay làm nhôm cỏ mà dùng tay ấy, kìm tán tay thì mua con này cực kỳ sướng luôn. Con này hay nhất là nó có cái đầu mỏ dài này. Anh em biết tác dụng của nó. Bắn vào những cái U12 ấy. U12 nếu mà bắn những cái con kìm cái đầu ngắn ấy, nó bị bè ra. Nhưng mà con này đầu dài không bao giờ bè được. Bắn kịch cực kỳ sướng luôn.
giá con này hơn 300 nghìn nhé. Thì làm nhôm này thì là ban đầu vốn thì chỉ, nếu mà đầu tư thô sơ ấy, thì tầm khoảng độ 15 triệu là anh em mua máy rồi. Còn trong quá trình làm, máy mất điện thì rảnh thì em tâm sự với anh em. Còn trong quá trình làm thì anh em đầu tư thêm máy móc, đầu tư mua thêm máy móc. Ví dụ như vừa rồi đây, cho anh em xem luôn là mình đầu tư thêm cái súng hơi này. Con máy hơi này là mua lại của ông anh ông bảo là ông ấy bán lại, chưa biết bán bao nhiêu thì cứ ok, giá hợp lý thì xúc luôn. Còn cái con đầu hơi này là súng hơi này là mình mới đầu tư này. Súng hơi là mình mua về tay sử dụng là giá của nó là 443 nghìn. Rồi trong quá trình làm anh em mua thêm phụ kiện. Đây, con này cũng rất chi là cần này. Nếu anh em làm thô sơ thì yên phải có cái con kéo cắt này nhá. Con này cắt được nhôm này. Con này nhằm mục đích là chuyên cắt nhôm ở cái chỗ cánh này. Con kéo này. Để xẻ những cái đoạn nhôm để làm bản lề lá này. Là con này rất là cần. Xem còn gì giới thiệu cho anh em nữa nhỉ? Về đầu tư về nhôm kính. À đây, mình cũng chia sẻ luôn nhé. Anh em làm nhôm, làm thủ công, làm tay ấy, thì kể cả anh em làm nhôm hệ rồi ấy, đôi khi cắt sập đúng không? Làm đá qua tí nhôm cỏ ấy, thì anh em lên thiết kế cái dây, cái đoạn này gọi là cái gì? Cữ, làm cữ nhá. Cái này cắt cực kỳ nhanh luôn. Đây, chuyện anh em mình giới thiệu chia sẻ luôn, có cái gì hay mình chia sẻ, có gì hay chia sẻ luôn cho anh em. Cái con cữ này nhá, anh em đo thước này. Ví dụ anh em đo thước nhá, đo thước ví dụ cắt khoảng độ kích thước của ví dụ mình cắt cái kích thước là 600 chẳng hạn. Anh em đo trên đằng nhôm nhá, kéo từ đầu giờ này sang 600, kéo cái lưỡi xuống, đánh dấu ở cái chỗ trên nhôm nhá, kéo lưỡi xuống. Rồi anh em lấy một đoạn ke nhá, lấy đoạn ke thường này, giữ vào cuối này. Sau đó lấy cái kìm chết này. Sau đó anh em dùng kìm chết để giữ lại. Cái này cực kỳ nhanh luôn nhá. Đây mình làm thử nó cho anh em xem. Công dụng y chế cái cữ này là anh em mà làm những cái ô vách, làm vách chết ấy, thì cái này cực kỳ là hợp lý luôn. Cắt sập cực kỳ nhanh luôn. Đây nhá, ví dụ anh em cắt một đoạn nhôm 600 này, anh em đo từ đầu này về đầu này là 600 này, sau đó đưa cái lưỡi máy vào đúng cái vạch 600 nhá. Sau đó anh em đặt cái ke lên này. Anh em lấy kìm chết này. Rồi. Thì anh em giữ lại. Kẹp lại là anh em cứ đưa vào cắt thôi. Bao nhiêu đoạn 600 cứ đẩy nhôm vào đây, cắt là ok. Cực kỳ nhanh luôn. Đây mình có thêm một cái chia sẻ cho anh em. Rất là hữu ích luôn đấy. Anh em nào xem thì có thể tham khảo. Đây là mình làm mình chế cứ này, mình dùng một cái cây ke thường nhá. Và bên này là dùng một cái hộp vuông 25 này. Sau đó mình khoan vít. Mình bắn tán lên thằng máy cắt Makita nhá. Bắn tán hoặc là xoáy vít tùy anh em. Đấy, cuối kia mình kê lên sau cho cái mặt bằng này nó phẳng. Là ok. Xem còn cái gì mình chia sẻ luôn cho anh em. À,
anh em làm nhôm mình kiểu gì đá sắt, mình vừa nói là lúc đầu là mình đầu tư luôn cả cái con máy hàn này, là cả dây dợ nó rơi vào khoảng 3,8 triệu. Thì chỉ làm một thời gian thì là cũng có được thêm xoay vòng vốn, thì anh em đầu tư thêm con máy cắt sắt này nữa này. Con máy cắt sắt này là hãng gì đây nhỉ? Đây là con máy sắt mình mua, con này là có giá là 1.300.000 đồng nhá. Con máy cắt sắt này là 1.300.000 đồng. Rồi anh em mình chuẩn bị thêm một ít vốn để mua kính nữa, làm ít kính. Mua kính về thì là rẻ hơn nhá. Còn anh em đi cắt ở tiệm thì đương nhiên là kính thành phẩm thì bao giờ giá nó cũng đắt hơn. Đầu tư ít sắt làm bàn cắt kính này. Bàn cắt kính này. Rồi cái giá để kính này. Đây, giá để kính em gọi tham khảo cái khách hàng của mình. Đây, hàn nó kiểu hình chữ A này, chân bẻ ra khoảng độ 30 phân mỗi bên, rộng ra 30 phân. Là mình hàn được cái giá để kính thôi. À đây, vừa rồi mình đầu tư thêm một con dao cắt kính bằng tay nhá. Đăng trên mạng thấy nó rẻ quá. À thấy anh em đăng trên mạng nó rẻ quá. Cũng đầu tư con. Con dao cắt kính này là dài 1,5 mét nhá. Con này là có giá là 450.000. Rẻ quá, mình xúc luôn. Trước thì bán những con khác có thể thương hiệu hơn, con này không có thương hiệu, con này hàng tàu luôn. Fake trước thì không biết, nhưng mà mua về mình cũng test thấy cắt cũng ok, không vấn đề gì hết. Là mình chơi thôi. 450.000. Mua liền. Rẻ là mua liền. Em còn cái gì giới thiệu? Anh em thấy cái chân quay này không? Đầu tư cái chân quay để làm video ấy. Giá của chân quay này nó vào là 350.000. Kìm chết là 50 mấy hay 60.000 ấy. Còn gì giới thiệu cho anh em này. Máy móc đầu tư thì tầm khoảng 15 triệu là anh em có thể sắm đồ 20 triệu đây. Tầm khoảng 20 triệu nhá. Anh em bỏ ra 20 triệu là anh em có thể sắm đồ để làm nhôm, làm sắt được đấy. Ok luôn đấy. Với cái chỗ mình kê trên giấy là khoảng 15 triệu thôi. Thì thêm con máy cắt sắt kia nữa kìa. 1 triệu 3 nữa. 16 triệu mấy đấy. Nói chung là tầm độ khoảng 20 triệu là anh em có thể đầu tư vừa làm nhôm vừa làm sắt dưới dạng là thô sơ nhất nhá, cực kỳ thô sơ đấy. Còn tiền vốn này mình chưa nói, tiền vốn đầu tư làm mình chưa nói. Em còn gì giới thiệu lốt cho anh em này. Hôm nay được ngày mất điện anh ạ, rảnh rỗi không có việc gì làm. À thì tiện thể nói về cái hạn mức đầu tư thấp nhất làm nhôm thì mình cũng giới thiệu luôn về cái gọi là mặt cắt profile nhôm nhá, để cho anh em nào mà chưa biết đến nhôm, đang muốn học làm nhôm, để anh em xem luôn nhé. Đây giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Đầu tiên ấy, nếu mà anh em làm nhôm thì lên đá qua một chút về nhôm cỏ đầu tiên. Nhôm hại thì cứ nó có công thức trừ thôi. Đây là các cái mặt nhôm, mặt cắt profile. Rồi mình sẽ giới thiệu từ những cây nhỏ nhất nhé. Cây này là U12 này. Thì tại sao gọi là U12? Thì là cái chiều bản ngang này của nó là 1/2 nhé.
đối với tất cả thằng nhôm cỏ thì là tất cả các kích thước gắn trên nó, gắn tên cho nó đều có mang ý nghĩa cho nó luôn. Ví dụ như là U12 thì là bản rộng của nó là 1/2. Đây là cây 12-25 nhé. 12-25 thì là cái chiều ngắn này của nó là 1/2 này. Chiều bản rộng của nó là 25 ly này. Trước khi nói cái này là mình cũng nói luôn cho anh em biết là ví dụ như trong, nói cho anh em là ví dụ trong cơ khí mình là, tức là luật bất thành văn, trong cơ khí mình là đã gọi là quy định ấy, cái quy định khi không nói kích thước thì là được hiểu là mm nhé. Mm hay là ly đều là một hết. Thường các kích thước nhỏ thì người ta dùng ly. 1 ly, 2 ly chính là 1 mm, 2 mm đấy. Đây là hộp 12-25 này. Cây 12-25 này thì là một bản, bản bé của nó là 12 ly này. 12 mm này. Bản rộng 25 mm này. Đây là 12-25. Còn đây là cây vuông 25 này. Vuông 25 hay là 25-25 đấy, đi ra quán mua bảo bán cho cây 25-25 hay là vuông 25 thì là kích thước của nó là 25 mm nhé. Hai chiều vì nó vuông, vuông 25 kích thước là 25 mm này. Còn đây là cây 2538 này, một chiều bản bé của nó là 38 mm này. À đây, xin lỗi anh em, đây là cây 3850, bản bé của nó là 38 mm này, bản rộng của nó là 50 mm này. Đây mới là 2538 này. 2538 thì bản bé của nó là 25 mm này. Bản rộng của nó là 38 mm này. Mình sẽ giới thiệu cho anh em các mặt nhôm luôn. Đây là cây 2550 này. 2550 bản bé của nó là 25 mm này. Bản rộng của nó là 50 mm này. Đây là cây lá hộp nhé. Lá hộp của nó là có mặt cắt profile như này này. Còn đây là cây lá mỏng nhé. Lá mỏng này trên nó chỉ có một mặt này. Cây này, cây là mình đã xẻ ra. Đây, cây nguyên của nó. Lá mỏng của nó đây nhé. Lá phẳng mỏng nhá. Nó còn có một kiểu nữa là lá trúc, là lá sóng, lá trúc hay lá sóng ấy. Còn đây là lá phẳng. Những cây này dùng để làm ví dụ như là cửa nhôm người nhận được giá rẻ thì lúc trao đổi thì bảo người ta là giá rẻ chỉ có loại lá này thôi. Thường cửa anh em làm bên dưới là lá nhôm đúng không? Bên trên là kính thì nếu mà nhận giá rẻ thì cho cái lá dưới này, nói chuyện luôn với người ta. Tiền nào của đấy thôi. Đây là lá phẳng mỏng này. Còn lá trúc, à lá trúc hay lá sóng nhỉ? Đây đây. Cây này là lá sóng nha anh em nhá. Nó mưa bụi nó bám vào mình chưa lau. Đây, đây là lá sóng nhá. Cây này là lá sóng. Còn đây là sập nhá. Sập này là sập 25. Nó ăn cây sập to hơn là sập 38. Sập 38 thì thường nhiều anh em dùng để làm vách kính cường lực đấy. Còn sập 25 này thì để làm cửa thôi. Sập 25 này. Sập 25 đế sập 2. Đây là bộ đế sập 25 nhá. Bộ đế sập 25 này. Cây này là cây đứng 70. Đứng 70 mình đo lên kích thước bản của nó là bao nhiêu cho anh em xem luôn.
cây đứng 70 này của nó nhá, thì là bản rộng. Bản rộng là của nó là 4/8 nhá. Còn cái bản chiều ngang của nó là 2/2. Bản chiều ngang của nó là 2/2. Đây là cây đứng 70 nhá. Cho anh em xem qua mặt cắt profile của cây đứng 70 này. Cây này thì làm cửa lùa treo, cửa mở bản này được hết, ok hết. À, còn đây là cây AM nhé. Cây AM này là thường dùng, mình hay dùng là dùng cửa đi AM này. AM này ở cửa đi bản lề cối. Cây này rất có cái đặc điểm là mình khoét bản lề nhét vào đây thì khi bắn lên khung bao, nó có cái khung bao riêng nữa thì nó không bị hở cái khe bản lề nhá. Bình thường cửa mở mình hay dùng cây này lắm. Cây này cây AM này, nó hơi lá lá với cây đứng 70 vừa rồi nhưng mà nó có cái tà này. Cây này cây AM nhá. Cây này là cây bắt bên bản lề này, mình giới thiệu luôn. Cây AM, cây có tà để dùng một bộ cửa dùng nhôm AM ấy. Là cây này là cây cây không có tà này. Còn cây có tà nữa để mình tìm. Đây là cây có tà nhé. Để làm một bộ cửa AM thì kết hợp một cây không tà này, là cây này là bắt bên bản lề nhá. Cây có tà này, cây này là bắt bên bên chỗ khóa này. Còn khung bao của nó, đây, cho anh em luôn xem khung bao của thằng AM. Đây khung bao đó, đây khung bao AM nhá. Đây là một bộ cửa AM thì anh em chỉ dùng ba cây này thôi, khung bao này, cây cánh cánh không tà và cây cánh có tà này. Đấy là anh em làm bộ cửa AM nhé. Đứng 70 rồi thì đây chính là cây đứng 90 này. Bản mặt cắt profile giống y cây đứng 70 nhưng mà nó to hơn. Mặt cắt profile thì tương đối giống nhau. Rồi mình tìm cái thước để mình đo cái bản. Đấy. Đứng 90. Đứng 90 bản rộng của nó là 6/4 nhá. Thằng đứng 90 bản rộng của nó là 6/4 này. Còn bản bé của nó là 3/2 nhá. Bản bé của thằng đứng 90 là 3/2 nhá. Một chiều là 6/4, một chiều 3/2. Đây là đứng 70. Còn cây cánh thì đây là cái cánh to nhé, cánh làm tủ này, cánh làm tủ, đây là cánh to này. Đây em nhìn qua cái mặt cắt của nó đây. Mặt cắt profile của nó đây. Cái này là gờ của nó là 5 ly nhá, gờ thằng cánh to là 5 ly. Cánh to này. Cho anh em xem luôn cái cánh bé. Đây cánh bé này cho nó xem cái tủ này. Còn đây là cái cánh bé nhá. Cánh to cánh bé đều có hai loại nhá. Loại có gờ là và loại không có gờ nhá. Cánh to kia cũng tương tự, một loại có gờ và không có gờ. Đây,
cái cánh bé không gò đây anh em nhìn này, không gò, nó không có cái gò ở trên đằng sau này. Còn đây là cái cánh bé có gò này. Nhìn này dễ hơn này. Cánh to thì cũng tương tự, cây có gò, cây không có gò. Còn đây là cây này là cây nhôm bo nhá. Cây này hay làm tủ này, làm tủ kính các thứ là thường hay dùng cây này, tủ kính, tủ quần áo đều được hết nhá. Đây là cây nhôm bo mặt cắt của nó anh em xem. Đây. Còn đây là cây V12 nhá. V12 cái bản của nó là 12mm nhá. V12. Còn đây là cây V20 này, bản rộng của nó là 20mm nhé. Xem còn gì giới thiệu. Đây là ke liên kết này, ke bắt liên kết làm tủ, làm cửa, các thứ nhôm cỏ này. Nó có một bản to, bản bé. Một mặt dài hơn, mặt ngắn hơn. Để giới thiệu luôn cho anh em, đây là cây H nhé. H này là H90. H90 kết hợp với cây đứng 70, à cây đứng 90 này. Làm cửa lùa treo nhé. Lùa treo, lùa bên dưới đều hết. Lùa bên dưới thì là lùa dây đơn đấy. Thì là dùng phải mua thêm một cây đồ quanh xe 90 nữa. Còn lùa treo thì là treo bên trên. H90 này. H90. Làm cửa lùa treo thì phải có cây dây treo nhé. Đây là cây dây treo này. Dây treo. Còn đây là cây phào làm tủ nha anh em nhé. Cái phào này mình đã xẻ cái gân này. Ở đây nó có một gân này. Thường làm thì anh em phải bẻ cái gân này đi, bắt thì bắt lên tủ. Đây là cái phào nhá. Xem còn cái gì giới thiệu lốt cho anh em. Đây là cây tê nha anh em nhé. Không biết anh em nhìn rõ. Quay đây cho rõ này. Đây là cây tê này. Cây tê này nếu mà ví dụ anh em làm cửa mà dùng cây nhôm trơn nhá, 2550 hay là gì đó, thì là bắt cái này để che cái khe hở khi ấp cánh vào. Nói chung là nhiều, rất là nhiều tác dụng. Cây này cây tê này. Xem còn cái gì giới thiệu lốt cho anh em. Đứng 70 giới thiệu hết rồi này. 250. À đây còn cây bản to nhá. Đây là 2576 này. Một chiều của nó là 25, bản bé của nó là 25mm. Bản to này của nó là 76mm. Cây này thường dùng để chia đố cánh, chỗ bắt khóa. Nó phải có cái bản to này thì mình làm khóa tròn. Thường cửa nhôm cỏ hay là dùng, rất hay dùng khóa tròn. Thì là dùng cái cây này để chia đố nhá, chia đố cánh. Xem còn cái gì giới thiệu lốt cho anh em về các cái mặt nhôm, cánh các thứ, bo các thứ dùng giới thiệu hết rồi. U12 nó còn có cả U10, U7 nhá. U10, U7 nói chung là mình vứt cũng lung tung quá. Đây là cái U10 này. U nó chỉ khác về kích thước thôi. U10, U7 nó khác về kích thước thôi. Trong cái video này mình sẽ chia sẻ tất cả những cái gì đơn giản nhất cho anh em mới vào nghề này, để máy móc khi đầu tư để sắm làm nhôm nhé. Dưới dạng là thô sơ nhất, đơn giản nhất.
tiết kiệm nhất. Rồi về mặt nhôm là cơ bản là giới thiệu xong rồi. Đấy, anh em nếu mà làm nhôm thì anh em phải nắm được các cái mặt nhôm, và để nắm được, nhớ được lâu nhất ấy, thì mình khuyên anh em là lên xin vào một cái chỗ cơ sở làm nhôm nào đó làm một thời gian, thì đó là cách ghi nhớ nhanh nhất. Nếu anh em là có điều kiện rồi có thể tự mua nhôm về làm, sai thì bỏ, phải không? Sai sửa chữa đẻ nếu có điều kiện, nhưng mà xin vào chỗ nào làm thì nó học hỏi được một chút kinh nghiệm. Mà bây giờ cũng không cần đâu, anh em tự lên mạng mày mò tìm cũng đầy, anh em chỉ trên mạng YouTube mà nhiều lắm. Rồi nhôm xong nhé, giờ mình sẽ giới thiệu qua về kính nhé. Mình sẽ giới thiệu qua về kính này. Kính thì mình làm thì chủ yếu mình chơi toàn kính một lớp ấy, làm nhôm cỏ. Kính một lớp thì kính trong bây giờ là người ta cấp kính thấp nhất là kính 4 ly nhá. 4 ly. Kính trong 4 ly. Đây, kính trong 4 ly này. Kính 4 ly thì là chiều dày của nó là 4 mm nhé. Chiều dày của kính là 4 mm. Kính trong này các thành phẩm giá của nó trên thị trường hiện nay là nó rơi vào khoảng 120.000 nhé. Kính 4 ly. Còn kính 5 ly của nó là rơi vào khoảng là 140.000 hay 150.000 thì phát trước mình làm rất là lộ. Là giá kính thành phẩm của kính 4 ly là 120.000. Kính 5 ly là 140.000 vậy, 40 hay 50 tùy chỗ nó bán. Đây. Kính trong này. Còn đây là kính hải đường nhá. Nhiều chỗ thì gọi đây là kính hoa dâu. Còn đặt các cái nơi người ta gọi là kính hải đường. Kính hải đường này nói kính hải đường ở đâu cũng biết. Hải đường hoặc là hoa dâu. Kính này là ưu điểm là nhìn thấy, nhìn qua mờ mờ nhá, không nhìn rõ. Nhưng vẫn nhìn qua được, nhưng mà nhìn mờ mờ thôi. Còn kính đây này, hải đường trắng bạc này, xanh bạc này. Hải đường xanh bạc này là không nhìn qua được nhé, giá đắt hơn một chút. Còn đây là kính an toàn, kính sữa an toàn 6 ly 38 nhé. Kính sữa an toàn 6 ly 38 này. Kính này được làm bởi hai tấm kính 3 ly, ở giữa là một lớp keo, lớp màng gì gì đó trên anh em có nói đấy. Anh em tìm hiểu thêm ở trên Google nhé. Cái lớp màng keo này chiều dày của nó là 0,38 mm. Nên kính này được gọi là kính 6 ly 38. Tạo bởi hai lớp kính 3 ly. Ưu điểm của thằng kính an toàn này là nếu mà bị vỡ nhá, nó chỉ rạn lứt. Nếu mà bị tác động vào nó thì bị rạn lứt nhá. Còn kính thì bị dính trên cái lớp keo nên nó gọi là kính an toàn nhé. Đây mình có cả gương này. Gương này mình dùng là gương 3 ly. Gương này là gương 3 ly. Gương này mình mua để cho vào tủ quần áo. Chủ yếu là cho vào tủ quần áo thôi. Ai thích cắt gương làm khung, khung riêng thì mình cũng cắt thôi. Đây, cho anh em xem sơ qua về cái chỗ làm mình. Hơi bừa chút, lười dọn quá. Bàn này mình tự hàn này. Nói qua về cái bàn làm kính nhá. Bàn làm kính của mình, đây là mình tự làm nhá. Mình dùng hộp 30-30 này. Hộp 30-30 ly 1. Rồi mình đi đặt một miếng phản gỗ. Phản gỗ này người ta tính
600.000 đấy. Kích thước của cái bàn này là chiều ngang là 1m1, chiều dài của nó là không nhầm là 2m, chiều dài 2m. Nhưng mà nhỡ nhá, anh em nếu mà chưa làm ấy thì mình khuyên anh em là chiều ngang anh em làm cho mình nó rơi vào khoảng 1m4. Chiều ngang anh em nên làm cho mình rơi vào khoảng 1m4 đến 1m5. Còn chiều dài 2m này anh em tăng lên cho mình. 2m anh em tăng lên cho mình làm 2m4 đi. Là cắt cái kính những cái khổ to này là an tâm này, rất yên tâm này. Bây giờ mình cắt cái khổ này nhiều lúc là phải có người đỡ hoặc là làm rất cẩn thận, nếu không nó sẽ bị rạn nứt. Anh em lên làm cho mình cái bàn này, theo quan điểm cá nhân của mình, nên làm cho mình chiều rộng của nó rơi vào khoảng 1m4 đến 1m5. Chiều dài thì rơi vào khoảng 2m4 là ok luôn. Cắt thoải mái, không bao giờ sợ lứt kính các kiểu. Đấy, thì sơ qua mà để đầu tư nhôm thì anh em cần trong tay khoảng độ, anh em đầu tư nhôm gọi là thô sơ nhất, anh em chỉ cần cầm trong tay 20 triệu là anh em có thể đầu tư được máy móc sắm để làm nhôm mà. Còn xoay vốn thì anh em phải thêm cái tiền vốn, xoay vòng phải thêm. Trong quá trình làm nhiều người người ta lợ gì đấy là mình phải có một tí vốn. Trước mình đi mua máy mình cầm 20 triệu đi xuống Hà Nội mua đi xe máy đấy, xe máy mua trở về sắm hết cả phụ kiện các thứ là rơi vào gần 15 triệu, mua linh tinh, mình mua luôn cả vít các kiểu con đà điểu luôn là nó rơi vào khoảng gần 15 triệu là về có thể làm được tương đối. Còn anh em bây giờ thì nếu mà có tiền thì lên đầu tư dàn máy cắt chế làm nó nhanh, mà thấy anh em review là độ chuẩn xác nó tương đối cao. Mình cũng có ý định muốn mua nhưng mà chưa có kinh phí, chưa có tiền. Có tiền là mình cũng đầu tư làm dàn máy cắt chế. Dàn máy cắt chế thì mình đang tham khảo trên thị trường hiện nay thì là mình thấy là của Xuân Giáp, của cái anh Xuân Giáp, ông anh mình cũng mua của Xuân Giáp, thì mình thấy là dùng có vẻ cũng ổn, mà nó có 3 trong 1 cơ, có cả máy cắt hai đầu này, máy phay thay dao nhanh này, và đột dập ở đây đương nhiên là chỉ có đột dập ke nhảy thôi, ke nhảy để bắt cánh thôi. Thì cần đồn dập ke nhảy là có thể làm rồi. Còn nếu mà đầu tư làm thêm nhiều cái thì mình phải mua thêm cái máy đột dập riêng thì có thể đột dập được nhiều hệ hơn, đúng không? Con này mất điện hơi lâu. Hiện tại bây giờ đang là 10 giờ 24 phút. Mất điện từ lúc 11 rưỡi đêm hôm qua. Mất điện chẳng làm được cái gì anh em ạ. Ngồi quay video linh tinh. Còn cái gì giới thiệu lốt cho anh em. Anh em nên đầu tư con súng hơi này. Làm đỡ mệt hơn, đỡ đau tay hơn, nhẹ nhàng. Giá có 443.000 này, đến tay sử dụng luôn. Máy cắt, máy móc dùng khoan tay, anh em lên đầu tư 2 con. Máy cắt tay thì 1 con cũng được, nhưng mà máy khoan tay lên dùng 2 con. Ví dụ như là làm tổ ấy, một máy lắp mũi khoan, một máy mắt lắp đầu bắn vít. Khoan xong là lấy súng bắn vít vào, nó nhanh hơn rất là nhiều. Tiện thể đang quay này,
chia sẻ luôn cho anh em là cái đoạn là không biết anh em bắt cái giá bát như thế nào, nhưng mà với mình thì mình bắt đây, mình bắt kiểu này. Đây chỗ cái giá bát này. Mình dùng một cái này là cái mình xé ở cái thằng phào tổ ấy. Xong mình gấp lại, mình khoan, mình kẹp thằng thằng giá inox này. Xong mình bắn đinh tán vào. Rất khỏe anh em ạ. Đấy cũng là một cái chia sẻ. Không biết anh em nào có làm như thế này không? Chứ mình không bắn vít, ngày xưa bắn vít các kiểu, nhưng mà giờ mình bắn kiểu này. Khỏe lắm anh em ạ. Một cái dàn này dài 1 mét, mình bắn cho 6 con. Hai bên là ở đầu, ở giữa hai bên nữa. Rất chắc khỏe luôn. Mưa cả ngày anh em ạ. Buồn quá. Nhìn ở đây cái giá đồ của mình đây. Bánh xe đây, hôm trước ra kia thấy nó bán rẻ. Bánh xe treo làm 5, làm 4 hộp luôn. Đây là giấy dán tủ thuốc y tế. Hôm tới những cái kính vụn, mình rất nhiều kính vụn. Hôm tới kính vụn này, chỗ này mình phải chém hết làm tủ thuốc. Chỗ này phải làm độ khoảng độ chục con là ít. Chỗ kính này. Kính alu thừa rất nhiều. Cắt làm tủ thuốc tận dụng được. Kiếm thêm được tí tiền đổ xăng này anh em ạ. Alu này mình cũng nhập khá nhiều. Trước mình hay đóng quần tủ quần áo. Nhập nhiều giá rẻ. Còn đây là cái chạn bát mình làm. Anh em phải tham khảo cái mẫu chạn bát của mình. Cái chạn bát này là mình quay, mình làm. Cái chạn bát này mình làm chiều cao của nó là 1m4 nhá. Chiều dài là mình ra làm theo cái giá bát giá đĩa khổ rộng nhất 1m. Thì tổng chiều dài ngang của nó là phủ bì là 1m03. Chiều sâu phủ bì này vào là 36 phân. Chiều cao phủ bì là 1m4. Cho anh em xem qua cái thiết kế của mình. Tầng dưới cùng là mình làm một cái giá phẳng, giá để bát nhá. Bên dưới này là có cái chỗ mình thiết kế là máng nước. Mình đã làm kính nghiêng nhá. Làm kính nghiêng và mình làm một khe ở giữa này để cho nước chảy xuống dưới. Người ta có thể úp bát ướt vào. Dưới này người ta có thể để một cái khay để hứng nước. Trên giá bát là một giá đĩa. Khoảng cách tầng nhá, từ đây đến đây là 25 phân, úp thoải mái luôn. Chưa tính cái chỗ này nhá. Cái chỗ này mình làm 5 phân để cho tay vào. Vì sau một thời gian sử dụng ấy thì chắc chắn nước nó sẽ cáu bẩn ở trên cái tấm kính này. Người ta có thể đưa tay vào đây để đây, người ta đưa tay vào đây để rửa nhá. Vệ sinh tấm kính này nhá. Làm thế tiện lợi hơn. Đằng sau kia mình làm một thanh tăng cứng ở giữa. Để quay tổng thể cho anh em dễ nhìn này. Đằng sau ở giữa kia làm một thanh lên để tăng cường cái lực chịu, lực tác động từ cái giá bát giá đĩa xuống nhá. Bắn vít kìa. Rất khỏe luôn. Trên cái giá đĩa này là mình làm một đợt nhôm bắt bằng U12 nhá. Mình đã có làm một cái video chia sẻ bắt U12 như thế nào để cho anh em nào chưa biết kiểu bắt. Anh em có thể xem tham khảo cái video mình làm nhá. Bắt U12 ấy, bắt đợt nhôm U12. Đấy ba cái đợt này là bát đĩa và một cái tầng đợt nhôm này là chung một ô cánh để nhá. Cánh dùng hít ok luôn. Tay dùng là tay kim loại mạ vàng. Và tầng trên này là một tầng riêng biệt nhá. Mình sẽ tầng này mình sẽ trải kính này. Mình sẽ làm kính bơm keo kín xung quanh để cho không có mùi từ bên dưới lên nhá.
không liên quan gì đến bên dưới bên trên, không liên quan gì nhá. Tầng này là mình đã tăng cái tủ trước, tủ trắng ấy, là mình làm cái ô này 25, nhưng mà mình đã xem lại, mình đã tăng cái chiều rộng của ô trên này lên là 30 phân nhá, 30 phân để thoải mái luôn, có thể để được cả dầu ăn, dầu rán, nước mắm các thứ đút hết trong này được. Ngăn này đựng đồ khô, gia vị, thức ăn. Cái tủ trước thì cái ô này mình làm có 25 phân thôi, nhưng mà tủ này mình đã tăng lên là 30 phân, rộng rãi hơn. Mình làm luôn, sẽ nghiên cứu làm sao cho nó tối ưu nhất. Còn cái đợt trên cùng này vẫn có thể để thêm các cái đồ linh tinh nhá, đồ đi chợ về, mới đi chợ về có thể để trên đây. Cái chỗ này mình chưa cho kính, xong là sau đó bơm keo kín quanh đây là ok luôn nhá. Là bên dưới bên trên nó không bao giờ liên quan nhau. Còn hai cái hồi này sau khi mình lắp kính mình sẽ khoét cái ô thoáng này, cái tầng để thức ăn là bên này và bên kia hai lỗ, và cái tầng bên ba cái đợt bên dưới mình sẽ khoét thêm, hai lỗ nữa nhá, bên này hai lỗ, bên kia hai lỗ nữa, đảm bảo thông thoáng luôn. Trạm này thì dán sẽ không bao giờ chui vào được, mình làm rất là kín luôn. Thế anh em có thể xem qua cái mẫu trạm của mình, cái chỗ giá đĩa này là mình sẽ cắt hai cái thanh này và cho cái giọ đũa, anh em nhìn cái giọ đũa đằng xa kìa đấy, mình sẽ bỏ cái giọ đũa lên đây, cho cái giọ đũa lên đây để người ta để đũa. Các cái đợt này mình có bắt thêm ba cái cây đỡ dưới để cho kính, chỗ này thả kính nó chịu lực tốt hơn, nó không bị vỡ, đặt đồ nó không bị vỡ, kính không bị vỡ. Bên hồi này là dùng bo hai cạnh nhá, bo hai cạnh chứ không phải bo cắt nhá. Thế mặt này inox. Có chân cao su này. Đấy, sơ qua về nhôm, mặt nhôm. Tiền đầu tư để làm nhôm, máy móc cần những loại gì, máy móc cần ra sao, mình cũng nói chia sẻ cho anh em. Anh em nào mà thấy hữu ích thì cho mình một like, hoặc có thể cho mình thêm một lượt đăng ký. Cảm ơn anh em nhiều. Có chắc mình cũng dừng video ở đây thôi. Thì nói thế là cũng tương đối là đầy đủ về tiền mua máy nhôm, tiền mua máy làm nhôm, rồi các mặt nhôm, về làm bản kính, cắt kính, kích thước sao cho hợp lý, các loại kính làm mình đã chia sẻ. Mong anh em cũng cho mình xin được vài like. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Mưa vẫn mưa anh em ạ.